Ồ, mình đang ở trong vườn vú sữa. Vú sữa này à, bắt đầu chín rồi nha các bạn. Vú sữa đầu mùa. Trái quá trời trái luôn. Bây giờ à, để mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chọn vú sữa chín nha. Đây đây các bạn đi vòng vòng vòng. Bạn nhìn cái nào mà căng bóng mịn, bóp bóp thử, chúng ta bóp mà vô tay á. À chín. Đây đây có một cái bóng nè. À, cái này chín nè. Đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn vú sữa bằng tay không. Trước tiên các bạn phải bóp cho cái vú sữa nó mềm mềm mềm. À, bóp cho nó mềm, mình bóp hơi bị quá nó bể luôn các bạn. Bóp ha, bóp cho nó mềm nó chảy sữa nha, xong các bạn lật nó lên. Cần cuốn nè, đưa miệng vô bằng nút. Phun hột, thật là đơn giản.